Vâng, hôm nay là một ngày đẹp trời mà em đang mong muốn giới thiệu cho anh chị một tác phẩm bên em vừa mới hoàn thiện xong và trên một chất liệu gỗ rất là thơm, đấy là dòng gỗ Ngọc Am, và mời anh chị cùng được thưởng lãm tác phẩm này. Tác phẩm thì sẽ đục hình tượng như anh chị mình đã biết là hình tượng rất quen thuộc rồi, cụ Di Lặc vác cành đào, và có đục cho anh chị là 1, 2, 3, 3 cô cậu tiểu đồng rất là xinh xắn luôn ạ. Với cái phôi gỗ Ngọc Am này thì như anh chị cũng đã biết là cái phần phòng phôi gỗ có cái mùi thơm rất là dịu nhẹ và cực kỳ là an thần luôn. Và bây giờ thì em cũng sẽ làm đo cái phần kích thước để cho anh chị mình cùng được nắm bắt thông tin tác phẩm này. Tác phẩm này thì sẽ có chiều cao là 88 ạ. Ngang thì sẽ là 58 này. Và chiều sâu của tác phẩm này thì sẽ là 30 anh chị ạ. Đấy, kích thước rất là đẹp. Kích thước rất là đẹp luôn và chuẩn này. Và với tác phẩm như thế này thì rất là dễ trưng bày thôi. Đấy, một dòng gỗ rất là thơm. Và đây là mặt đằng sau của tác phẩm anh chị nhá. Vân gỗ đều xinh xít nhau luôn. Gỗ rất là già và cực kỳ là nhiều tinh dầu luôn ạ. Và em thì thực sự là rất tâm đắc tác phẩm này. Vì với những cái chi tiết như là trên cái khánh mà cũng gợi như ý của cụ đang cầm ở trên tay đây, thì có gắn thêm ngọc nữa để cho tác phẩm trở nên nổi bật hơn này. Vâng, và em tên là Phương Uyên, đến từ đồ gỗ Nguyễn Hồng ạ.